Xin chào toàn thể anh em. Ở ngày hôm nay thì mình làm cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài, thì giúp anh em đi chơi bài bịp thì nhìn bài như trên bài ngửa. Thì trước mặt anh em là cái mẫu kính áp tròng 7D mình mới nhập là năm nay. Thì đây này, thì đây là cái kính Mỹ 7D. Đấy, anh em nhìn đây, trên cái vỏ hộp này Made in USA. Đấy, thì bên trong hộp này, thì bên trong hộp cái cấu tạo của nó thì bao gồm một cái gương để anh em đeo và một cái cây đeo kính. Đây là một cái cây đeo kính này. Đấy, giúp anh em đeo nó rất là dễ dàng này. Và bên trong đây, đây là cái chỗ đựng kính này. Thì khi anh em đeo kính áp tròng này á, thì anh em nhìn bài như chơi bài ngửa anh em nhá. Đấy, nhìn bài là như chơi bài ngửa. Thì đây là cái số điện thoại nhà tôi này. Đây này, anh em mua hàng anh em alo trực tiếp cái số điện thoại này nhá. 0984 80499 để tránh mua về hàng giả hàng nhái. Đấy, thì tôi sẽ lấy cái kính ra cho anh em xem nó mỏng như nào. Cái ưu điểm của cái kính Mỹ 7D này là đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cộn mắt này, và nhìn bài là siêu nét luôn. Đấy, đây tôi sẽ lấy ra cho anh em xem cái cấu tạo của nó này. Đấy, đây thì rất là mỏng, nó không như những cái kính đời trước. Đấy, thì khi anh em đeo á, đây anh em cho cái cây đeo này, đây là cái cây đeo. Thì anh em mua thì tôi sẽ cho anh em kèm theo cây đeo rồi. Đó, anh em để nhìn như thế này là anh em vành cái rộng như mắt, anh em ấn vào cái thì là nó sẽ tự ăn khớp vào luôn. Đó, rất là dễ đeo, ai cũng có thể đeo được. Đó, chỉ học đeo trong nửa phút là đeo ok thôi. Thế ưu điểm này là như tôi vừa nói này, đeo êm mắt này. Đó, không cộn mắt, không đo mắt này, và nhìn bài là siêu nét luôn. Anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cái số điện thoại tôi nha, 0984 80 449 này. Thì cách thức chơi và cái cách nhìn bài nó như nào, thì để chơi được một cái bộ kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này, anh em sẽ cần những bộ bài. Thì bài của tôi thì có rất là nhiều mẫu bài, từ bài đô la này, bài nó 2019 này, bài đớp bầu ca 2001 này. Thì anh em vùng miền địa phương chơi bài gì là tôi cũng có, cái bài rồng đỏ, rồng vàng, cái bài cúc áo như này nữa. Và một số anh em ở nước ngoài đi xuất khẩu lao động thì có cái chơi những bài nhựa là tôi cũng có. Đấy, thì có nhiều anh em thắc mắc này, cái kính này có nhìn được bài thường không? Tôi trả lời luôn là không thể nhìn được, kính là phải đi theo bài. Đấy, và có một số anh em nó cũng hỏi câu hỏi là cái nó màu hồng như này thì đeo vào mắt nhiều đối phương có nhìn thấy không. Tôi khẳng định luôn này, nếu đeo vào mắt mà người đối diện nhìn thấy, tôi cho anh em luôn 10 bộ kính luôn. Đấy, tôi khẳng định là không thể nhìn thấy, rất bảo mật và an toàn. Thì khi anh em mua hàng á, thì anh em sẽ được tặng một cây bài như này. Đấy, và kèm theo một cái kính. À, đây là đủ bộ. Đấy, giá thì anh em cứ alo cho tôi. Thì khi đeo kính thì nhìn bài nó như thế nào? Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đeo cái kính thử vào để cho anh em biết là cái nhìn bài nó như nào. Còn anh em không chơi thì em cất cái kính vào trong cái lọ bảo quản này, là anh em có thể chơi được 3 đến 4 năm anh em nha. Tôi sẽ bảo hành cho anh em 1 năm. Thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái bộ bài ra này. Thì đây là một cái bộ bài như bài bình thường. Tôi sẽ bỏ cái này đi. Tôi sẽ bóc cái này. Chỉ có đeo kính thì anh em mới nhìn thấy bài thôi. Đấy, còn người thường mắt thường là không thể nhìn thấy gì luôn. Đây, tôi sẽ thử cho anh em này. Đây, đây là một bộ bài nhá. Đây là một bài bình thường này anh em này. Đấy, để chia ra đây thì nó sẽ rất là bình thường, không thể nhìn thấy gì luôn này. Đấy, đây, tôi sẽ chia cho anh em xem nhá. Đây, thì bây giờ tôi sẽ dùng cái kính thử này. Tôi sẽ đeo vào cái mắt camera. Thì đây là kính thử. Khi anh em đeo, tôi sẽ đeo vào cái mắt camera thì nó không thể bằng anh em đeo kính được. Đấy, không nét bằng nhưng mà chắc chắn nó sẽ nhìn rõ luôn. Đây, tôi sẽ đeo vào này. Đấy, anh em nhìn không? Rất là rõ nét luôn này. Chẳng hạn như đây tôi có thể nhìn thấy con này con 10. Đây, tôi vừa cho anh em xem. Đấy, con 10 là hình dấu cộng anh em nhá. Đấy, móc chìa khóa là con 9. Đây, anh em nhìn chưa? Đây, này con 8 anh em này. Đây, tôi sẽ cho anh em xem này. Đấy, sáng đét luôn. Cái này anh em có thể nhìn thấy cả chất luôn á. Đấy, anh em biết con gì đây, con này con 9, à, con này con 6 anh em này. Đấy, thì cái này các anh em có thể nhìn thấy cả chất. Đấy, chất con bài là anh em cũng có thể nhìn thấy được. Thế đây tôi sẽ cho anh em nhìn thấy chất luôn nhé. Đây tôi sẽ lấy, tôi sẽ cho anh em biết phân biệt chất như nào này. Đấy, con rô này, bít này, cơ này, à, tép này, đây là bít này. À, đây là cái bốn cái chất.
anh em chơi bài anh em phải nhìn cả chất luôn. Tôi sẽ dơ lên cho anh em xem này. Đầu tiên là con cơ đi. Đây, con cơ nó đánh dấu bên này anh em nhá, nhìn đây, anh em nhìn đây. Đấy. Con rô này chắc là bên đối diện luôn nó này. Đây, con rô này. Đấy, con tép thì là hình ở giữa. Đây anh em nhìn thấy không? Còn con bit thì là không có gì luôn. Đấy, anh em nhìn rất lét luôn. Đấy. Đây là tôi còn chưa áp vào cái kính nó chuẩn chỉ vào. Anh em nhìn thấy không? Chơi bài mà như chơi bài người anh thắng chiến thắng 100% luôn. Với cái kính áp tròng này anh em phải áp dụng cho tất cả cái môn bài ở Việt Nam. Đấy, từ Bắc chí Nam môn gì cũng là chơi được, bởi vì mình nhìn cho bài ngửa đi. Chiến thắng 100% rồi. Đó. Anh em mua hàng anh em mà alo cho tôi cái số này. Sản phẩm này bảo hành 1 năm. Thì bên tôi có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong lĩnh vực phân phối cái dụng cụ cờ bịp rồi. Uy tín thị trường cả nước luôn. Đấy thì để tri ân khách hàng thì anh em cứ alo cho tôi. Những anh em đã mua hàng nhiều của tôi rồi thì trong cái dịp tháng này tôi sẽ gọi là tặng quà cho anh em. Đấy thì bây giờ video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến anh em cái máy đánh bài bịp. Đó. Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK thì làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn cái máy đánh bài là CAC 700 hộp trắng này và CVK 900 này, CVK 680S này và một con máy đánh bài CVK được nguyên trang trên một chiếc Samsung. Thì tôi sẽ đi vào test cho các bạn từng con máy đánh bài với tốc độ quá bài nó như nào nhá. Thì để giới thiệu qua đây, đây là con máy đánh bài CAC 700. Hỗ trợ là 12 camera để báo bài siêu nhanh này. Chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam. Đấy. Về máy thì được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Các bạn cần xem kỹ hơn tôi sẽ gửi vào Zalo theo số điện thoại các bạn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ test các bạn này. Với cái máy này đi kèm theo là các bạn mua sẽ được một tai nghe và Bluetooth dây không dây siêu nhỏ này. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài ở Việt Nam rất là hay chơi, đó là môn bài liêng. Đấy, sau đó là test qua môn bài cào hay bên Ấn Độ ở miền Nam nữa. Máy này thì chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé. Các bạn chơi môn bài gì cũng được. Đấy, đấy là cái ưu điểm của nó. Tôi sẽ để môn liêng bán một nhà lớn nhất này. Đây, khi các bạn chơi bạn đặt cái máy trước mặt các bạn như này và các bạn tắt cái màn hình đi. Đấy, tôi test thì tôi sẽ để nó ngoài. Đó. Máy báo 1 ngang dọc quan trọng đặt bài là báo. Đấy. 4 người chơi tôi sẽ để ít người chơi chia cho nhanh. Đây, máy báo 1 nhà số 1 này này, 9 điểm này. Đấy, liêng này, môn liêng này, lớn nhất này. Đấy, những nhà còn lại đây rất là thấp, điểm rất là thấp. Thì các bạn mua hàng là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội hay ở Sài Gòn để nhân viên tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy nhé. Thì trong quá trình các bạn chơi, bạn tăng giảm số người chơi ở đây. Đấy, muốn lên bao nhiêu người cũng được. Tiếp theo tôi chuyển cái máy này qua môn bài cào miền Nam đi. Để thử đánh một ván cho bạn môn bài cào nhé. Vẫn là để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Máy báo 1. Đây một bài cào nhá. Đấy. Đây, máy báo 1. Một bài cào. 4 điểm. Đấy, nhưng mà lớn nhất. Những nhà còn lại này. Nhà này có 2 này. Đấy, nhà số 2 là 2 này. Nhà số 3 là 1 này. Đấy. Nhà này 2 này. Đấy, máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Không bao chuyện sai được. Đây là cái máy đánh bài CAC 700. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến con máy đánh bài CVK 900. Đây, con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 nhá. Rất là đẹp luôn. Các bạn cần xem kỹ về máy, các bạn alo mình sẽ gửi chi tiết đó. Đấy, tôi sẽ test các bạn luôn cái tốc độ của bài của nó này. Mỗi một máy này là có đều có mật khẩu riêng của nó và nó có thể chơi tất cả các môn bài ở Việt Nam nhé, các bạn lưu ý như vậy. Tôi sẽ test cho các bạn môn liêng này,
để 5 người chơi đi. Đây. Số người chơi là 5 và báo là một nhà lớn nhất. Đó. Đây, máy đặt đặt trước mặt rồi. 2. 5 người chơi và máy báo 2 là nhà thua 2 lớn nhất. Một hai này, nhà số 2 là 8 điểm. Đây các bạn này, 8 điểm lớn nhất. Còn những nhà còn lại là không có gì luôn. Đấy, các bạn nhớ máy đặt cái là báo thôi. Máy đã đặt cái là báo nhá. Mà báo rất là chuẩn xác luôn. Các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở nhá, ở Hà Nội và Sài Gòn để mà test hàng nhá. Đây là con máy đánh bài CVK900. Đấy. Tiếp theo là đến con máy đánh bài CVK680. Đấy, test cho các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680. Được ngụy trang như là một chiếc iPhone 8 nhá. Tôi sẽ test các bạn luôn này. Một liêng nha, test một liêng cho dễ điện. Số người chơi là 5 và báo 2 nhà lớn nhất. 3-1. Mày báo 3-1. Đấy. 3-1 có nghĩa là 3 là lớn này, 1, 2, 3 là 3 này. Nhà số 3 là 6 điểm này. Đấy. Nhà 1 này này. Nhà 1 là 5 điểm này. Những nhà còn lại là không bằng luôn, chắc chắn nó không là bằng được. Đấy. Máy báo là không bao chuyện sai được, luôn luôn là chính xác 100% nha. Đấy. Các bạn lưu ý cho mình này, khi bạn mua hàng các bạn đến những trung tâm lớn thì các bạn để thứ nhất về giá cả, các bạn sẽ được ưu đãi và chế độ bảo hành nha. Đây là giới thiệu các bạn, đây là máy bài CVK680. Đấy. Tiếp theo là một con máy bài tầm trung ngụy trang trên nền một chiếc Samsung. Đây, lấy cho bạn xem này. Đây, con này tầm trung. Sẽ test cho bạn xem tốc độ của bài của nó này. Các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng nhé để nhân viên được hướng dẫn cách chơi, cách sử dụng. Đấy. Tôi sẽ để test môn bài cào đi. Các bạn ở miền Nam thì chơi được môn binh Ấn Độ này, hay là bài binh sập sám là chơi được hết. Số người chơi là 4, này bán một nhà lớn nhất. Đây các bạn, đúng cái chiều camera của nó nhá. Đây, chiều camera đây. Đấy, máy báo 3. Muốn bài cào, máy báo 3. Đấy. 1, 2, 3 này, nhà số 3 là 8 điểm này. Đấy, báo rất nhanh và chuẩn xác luôn, không bao giờ sai được. Thì các bạn mua hàng thì bạn alo trực tiếp để mà tránh mua phải hàng giả là nhái nhá. Đấy, thì đến cửa hàng thì mình có rất nhiều đồ để các bạn chơi luôn. Thì khi các bạn mà chơi mà không bỏ cái máy ra thì có thể mua thêm những cái đồng hồ quét mã vạch như này. Đây là những cái phụ kiện kết nối bên ngoài, hay là ví quét mã vạch. Đây mình sẽ kết nối vào cái ví này, mình để cái ví này, mình tránh trường hợp phải để cái điện thoại này, hay là điện thoại của Bắc Nokia. Đấy, trụ sở thì các bạn cứ đến Hà Nội hoặc Sài Gòn để mở vào cửa hàng khách hàng nhé. Xin chào toàn thể anh em, ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp lại làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D như xuyên bài và kính Nhật Bản và kính hộp gỗ Mỹ như xuyên bài. Đây là những cái sản phẩm là rất là bền và ok để các em chơi bài bịp. Thì với cái sản phẩm này, anh em đến bất kỳ cái sòng sới bài lá là anh em cần luôn cho tôi bộ bài và đeo mắt kính áp tròng, anh em nhìn bài là như chơi bài ngửa luôn. Đấy, như chơi bài ngửa anh em nhé. Khi mà anh em chơi như bài ngửa thì anh em sẽ giành chiến thắng 100% trong môn bài lá rồi.
Thì đây là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên mài này. Đấy, cái cấu tạo bên trong của kính này sẽ bao gồm một cây đeo kính và một bộ mắt kính. Đấy, một cặp mắt kính, mắt len. Đây là cái cây đeo của nó này. Cái này rất dễ đeo, dễ sử dụng thôi. Thế thì trên mạng nó rất hướng dẫn rất nhiều cách đeo kính áp tròng này. Cái kính này là được cấu tạo từ silicon lụa, cho nên nó rất là êm, đeo êm mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn. Đây, em sẽ lấy cho anh em xem này. Đây, rất là mỏng anh em nhé. Anh em đeo, anh em thì để lên cây đeo như này. Đấy, chiều quan trọng anh em nhé. Đây thì trong đây nó có hai cái kính, mình sẽ lấy ra hai cái anh em cặp này. Đấy, khi đeo thì anh em để cho tôi vào cái cây đeo này. Đây, tôi sẽ để lọ ra đây. Đây, anh em nhìn là rất là mềm luôn, đeo êm mắt mà nhìn bài siêu nét luôn. Đấy, cái kính này nhìn màu như này thôi, nhưng mà khi áp vào mắt thì nó trùng với màu mắt anh em nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ thử cho anh em cách nhìn của cái kính này, thì khi mà đeo mắt thì nó sẽ nhìn như nào. Tôi sẽ dùng cái kính thử này. Đấy, tất nhiên là cái kính thử thì nó sẽ không bằng cái kính khi anh em đeo mắt rồi. Tôi cho vào cái camera của điện thoại tôi đang quay, tôi sẽ cho anh em xem nó sẽ nhìn cái bài như nào. Thì đây, với một cái bộ bài xanh 2K như này. Đấy, thế thì bài khi mà chưa đeo kính thì nhìn nó như bình thường, như một cái bộ bài bình thường. Đấy, nhìn như một bộ bài bình thường như này. Nhưng mà khi đeo kính vào thì nó sẽ nhìn thấy số ở mặt lưng này. Thì bên kia tôi bài có rất nhiều loại bài. Bài như các bạn nhìn này, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài trắng này, bài đô la vàng, đô la trắng này, bài xanh 2K như này, đây bộ xanh 2K này, bài nước ngoài, bài nhựa. Đấy, rất nhiều mẫu bài để anh em lựa chọn nhé. Bây giờ tôi sẽ đeo kính thử vào, bắt camera để cho anh em nhìn thấy xem khi mà đeo kính vào thì nó như nào nhé. Đây, đấy, anh em nhìn đây, khi mình đeo kính cao vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, đây là con gì này, con 10 là hình móc chìa khóa này. Đấy, con 9 là hình dấu cộng này, nhìn rất là nét luôn này. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này, đấy, K này. Và đặc biệt cái này nó kể phân biệt cả chất. Đây, anh em nhìn này, con bích thì nó sẽ không có cái đánh dấu chất, nhưng sang đến con này là con cơ này, con cơ nó sẽ đánh dấu có cái phần ở bên phải này là con cơ. Đấy, còn con rô thì sang phần bên trái nhá anh em nhá. Đấy, nhìn thấy cả chất này. Đấy, 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này. Thì tôi sẽ tìm cho con cho anh em con rô nhá. Con rô đánh số đây, con rô lại đánh số sang bên này này. Đây là con rô, đây là con bạch rô này. Đấy, nhìn thấy cả chất, anh em rất là dễ chơi luôn. Thì khi mà bỏ bài ra thì nó như này, bình thường này, bài bình thường này. Đấy, đeo vào này. Đấy, nhìn số chưa? Thì khi anh em đeo kính một cái kính áp tròng thật của nó mà anh em áp vào mắt thì nó sẽ nhìn rõ gấp 10 lần khi tôi quay video. Đấy, anh em lưu ý như vậy nhé. Thì với cái sản phẩm này thì bên mình có những cái kính như chẳng những cái kính hộp gỗ Nhật Bản này chơi cũng rất là ok này, giá cả nó sẽ rẻ hơn một chút. Và cái kính Mỹ hộp gỗ này, đấy, cũng đeo rất là ok luôn. Cái trụ sở thì mình có hai trụ sở chính là Hà Nội và Sài Gòn, thì các bạn có thể qua trực tiếp để mà test hàng. Còn các bạn ở xa thì mình có thể gửi đường bưu điện để cho các bạn dùng. Đấy, còn về cái mẫu bài thì các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều mẫu bài. Các bạn ở nước ngoài hay chơi những bài nhựa Hàn Quốc, Nhật Bản thì có thể đặt bên nhà mình làm nhé. Đấy, đấy, những cái bài loại bài sơ này, bài loại nhựa nước ngoài này. Đấy, thì anh em có nhu cầu thì anh em alo.